Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn Cách in hết nội dung Vừa khỏi ra A4 trong Excel Thì thông thường Đối với bạn dữ liệu dài á Chúng ta không thể nào in hết nội dung Vừa khỏi ra A4 được Ví dụ như ở đây Tôi có một bảng dữ liệu Và bảng dữ liệu của tôi á Nó hơi dài theo chiều ngang Bây giờ tôi muốn là In hết cái bảng dữ liệu này Làm sao cho nó vừa với khổ giấy A4 Thì trước khi tôi hướng dẫn cho bạn cách làm á Thì tôi sẽ kiểm tra Ban đầu á Nó in được tới đâu Thì tôi sẽ vào file này Chọn vào frame Đây là kết quả Nếu mà tôi in ra Thì bạn quan sát này Bạn dữ liệu của tôi á Nó không được in hết Ở đây á Nó vẫn thiếu hai cột nữa Đó là phòng thi Và ghi chú Nó chỉ in được tới cột xếp loại mà thôi còn cột ghi chú và phòng thi á đây nó nằm ở trang đó nó nằm ở trang số 6 rồi bây giờ tôi sẽ quay lại này đó bạn xem này đó nó chỉ in được tới cột số loại này thôi không in được hai cột này thì làm sao để có thể là in được cái bảng dữ liệu này vừa với khổ giá vốn thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ vào tab là By layout sau đó ở đây các bạn để ý ở nhóm là scale to fit trong đó width là chiều ngang, còn height là chiều cao. Mặc định á, nó sẽ để ở chế độ tự động. Bây giờ tôi muốn là in chiều ngang trên một tờ giấy A4 mà thôi, chứ tôi không muốn in trên nhiều tờ. thì ở width á, tôi sẽ chọn là one. còn nếu mà các bạn muốn in trên hai tờ, đó, các bạn chọn là tô nha. ở đây tôi muốn là in chiều ngang trên một tờ giấy A4 mà thôi, thì tôi sẽ chọn one. Rồi bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại nha Vào file này Chọn vào print Thì lúc này bạn quan sát này Bạn dữ liệu của tôi Nó đã in đầy đủ Trong đó nó có thêm hai cột Đó là phòng thi và ghi chú Đó Nếu mà các bạn chúng ta Chọn một trang ở đây Theo chiều ngang thì nó sẽ in đầy đủ nha Rồi nếu mà các bạn chúng ta Muốn in một trang Theo chiều cao luôn Thì ở hai á các bạn chúng ta chọn là quan Rồi bây giờ tôi sẽ kiểm tra này Vào file Chọn vào print Đó Do bạn dữ liệu của tôi á Nó hơi dài Nếu mà chọn In trên một trang á Thì nó sẽ coi như thế này Nhìn rất là xấu Thay vì vậy Chúng ta nên in chiều ngang Trên một tờ giấy Còn chiều cao á Chúng ta sẽ để tự động nha Thì nó sẽ đẹp hơn Đó ở đây tôi sẽ Để chiều cao là tự động Bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại này File Green Đó Các trang còn lại Chiều cao Nó sẽ tự động Còn chiều ngang Nên thấy hết nội dung Thì nó sẽ đẹp hơn Rồi tuy nhiên ở đây nè Tôi chưa canh lề Nếu mà in thế này á Nhìn rất là xấu Thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách canh lề nha Để canh lề cho chuẩn á thì tôi sẽ chuyển đơn vị đo trong Excel sang cm. Thì cách làm như sau này, vào file chọn vào option tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là up van kéo xuống tới cái mục là display các bạn dừng lại sau đó ở đây các bạn để ý ở dòng là ruler unit bấm vào mũi tên chỉ xuống và chọn vào cm ok rồi tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào bay trong nhóm là base up, các bạn bấm vào mũi tên chéo chỉ xuống này rồi đây Các bạn chúng ta muốn in khổ ngang hay là khổ dọc Các bạn chọn nha Ở đây tôi sẽ chọn là khổ ngang Cho nên in được nhiều thông tin Tiếp theo ở đây Tôi sẽ chọn khổ giấy là A4 Sau đó tôi sẽ chọn vào margin Để căn lề Let đó Tôi sẽ để là 2.8 Top đó, Là tôi sẽ để là 1.9 Header Tôi sẽ để là 0.8 Right á, tôi sẽ để là 1.3 Rồi footer, tôi sẽ để là 0.8 bắt tầm tôi sẽ để là 1.9 các bạn nhập thông số theo của tôi thì hiện ra nó sẽ đẹp nha rồi bây giờ tôi sẽ chọn vào ok này rồi bây giờ tôi sẽ kiểm tra vào file chọn vào print bạn thấy không lúc này á bạn dữ liệu của tôi nó đã được đẩy vào giữa chứ nó không sát bếp trái như lúc ban đầu nữa đó khi các bạn chúng ta in ra nó sẽ đẹp nha rồi bây giờ tôi sẽ in thử nha ở đây tôi không có máy in nên tôi sẽ in trên máy in ảo rồi chỗ mục là printer tôi sẽ chọn là Microsoft Print to PDF sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào print ở đây tôi sẽ lưu một desktop copy tôi sẽ đặt tên là in thử bấm vào Save để tôi tiến hành là in ra file PDF rồi bây giờ tôi sẽ ra màn hình desktop của máy tính để tôi kiểm tra đây là file mà tôi in ra này đó, kết quả nếu mà các bạn in trên máy in thật á, nó sẽ ra như thế này. Đó, mọi thông tin của bạn dữ liệu theo chiều ngang nó sẽ hiện thị trên một tờ giấy. Còn chiều cao á, các bạn chúng ta sẽ để tự động nha, thì nó sẽ đẹp hơn. Đó. Như vậy là trong video vừa rồi, tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách đi hết nội dung vừa khỏi ra 4 trong Excel. Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.